Tần Vũ, lại là ngươi. Nhìn hai ngươi bị thương kìa. Nè, chị thương chút đi. Đa tạ nha. Các ngươi sao lại đen đủi như vậy? Đến Nam Sở còn có thể gặp phải tên chó này. Hay, đừng nhắc nữa. Bọn ta đang... Phớt lờ ta hả? Không, ngoan ngoãn ở Bắc Sở đi. Cứ muốn chạy tới Nam Sở để cho bị quấn đúng không? Hỏi người đó đồ ngu. Nói chuyện đi. Đệt. Nói chuyện. Đủ mẹ nhà ngươi. Cái gì cũng đéo phải. Dừng tay cho ta đi. Hừ. Trường Thiên lão cẩu, ta không tới Bắc Sở tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi đã tự mình tìm tới cửa rồi. Bác quan, Hàng Long, Tần Vũ sao? Ôi đủ má. Sao? Sao mạnh nhiều vậy? Bác quan trảm. Bác quan trảm. Ta liệu với ngươi. Si mị quỷ phiến, lệ quỷ lắc phiến, quan hồn đoạt mạng. Quỷ phiến đoạt mạng. Cấm 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 cấm. Tiên quả đạo thân, thiên lôi đạo thân, nhất khí quá tam thanh đạo thân. Dám lấy linh khí đây về với ta sao? Người cút mẹ đi! Người có cảm thấy hắn giống một người không? Ai vậy? Diệp thần đó! Không thể nào! Diệp thần không phải chết rồi sao? Nhất khí quá tam thanh đạo thân, chỉ có Diệp thần và quyền linh chi thể biết thi triển. Cái này... Không, không thể nào. Trường Thiên, khi ngươi sử dụng Hạo Thiên Thế Gia ngày hôm đó, có từng nghĩ tới ngày hôm nay không? Trí lực ngươi đâu? Vừa rồi, ngươi nói muốn chết như nào? Hình như là lột sạch. Trói chung với sư phụ của hắn. Tha cho ta đi mà. Tha cho ta đi. Vô, còn dập đầu cơ sao? Hôm đó, ở Hạo Thiên Thế Gia, là ai muốn lấy ba bà vợ hả? Diệp thần. Rắc rưởi, đập ngươi cũng không hả giận nữa. Ta và tên khốn này coi như đã kết thù. Hai ngươi và hắn có ân oán gì? Thù cá nhân thì tự báo đi. Trùm dâm ma Bắc Sở, mỹ nhân Nam Sở đừng đi. Hai ngươi đủ thăm đó. Hiện nay, đan điền của hắn bị phế, cộng thêm dòng chữ này, hy vọng hắn có thể sống qua nửa ngày. Tiểu tử này có thế nào cũng là đáng. Úi, ta nói nè, bây giờ thanh niên gặp nạn, hai người không quay về giúp đỡ sao? Giúp đỡ, ta giúp cái quần què đó. Một phải lớn của người ta đâu cần hai kẻ bị dứt bỏ như chúng ta quay về giúp đỡ chứ. Ha
Hay nếu không phải là thân thơ cô ấy, hay nếu không phải là thân cô thế cô, ta thiệt sự muốn giết trở về giải mặt bọn họ. Muốn báo thù sao? Theo ta lăn lộn đi. Ca đây dẫn các ngươi giết trở về. Vì vậy, hai ngươi nhìn thấy ta sao? Em không ngạc nhiên tí nào hả? Ngạc nhiên cái gì chứ? Khi ngươi quấn nhau với tên chó Trường Thiên thì chúng ta đã biết rồi. Nhất khí quá tam thanh đạo thân, cả đại sở thì chỉ có ngươi và Tân Ngân Sư biết. Đù, ra vậy thất bại ha. Cho dù ngươi là Diệp Thần cũng vô dụng, cộng lại chúng ta chỉ có ba người. Đánh lén riêng rẽ còn được, muốn quang minh chính đại giết trở về vô cùng khó. Hai người đứng đó cho ta đi. Không cho các ngươi trí lực lượng ta thấy không được rồi. Lại sao nữa vậy? Lực lượng gì? Ngươi là thế tử của Hạo Thiên Thế Gia sao? Cái đại sở ai cũng biết, Hạo Thiên Thế Gia ở Bắc Sở cũng không xử lý được thanh nhân. Liên quan gì tới Hạo Thiên Thế Gia chứ? Ta nói với các ngươi nè. Đủ, ngươi là thánh triệu của Diêm Hoàng. Chu Gạo, Đinh Quảng Ma, Diệp Thần. Mẹ kiếp, ngươi nói xem, đại chiến tam tông lần này ngươi... Ngươi nhỏ tiếng thôi, Diệp Thần. Ồ, Lý Tinh Hồn. Sau đó còn Diệp Thần. Như Đào, huynh đệ gần nửa năm nay lăn lộn không tồi chứ. Ta cũng không phải người khoe mẽ gì đâu. Đối với huynh đệ của mình, ta trước giờ không bạc đãi. Diệp Thần. Linh thạch, linh khí, đan dược chọn tùy ý. Đừng quên, cái đây là đan thánh, luyện đan dược năm dân là chuyện đơn giản. Xin hãy nhận một lại của tiểu đệ. Ôi đủ mẹ. Chu Ngạo, người cút đi, xương chậu của ta. Ây da, lỗ mãng quá rồi. Một hòn đá to như này mà không thấy được. He. Nào 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 nào, tiểu đệ soi giúp ngươi. Đủ mẹ, ngươi không kinh hả? Cút sang bên đi, ta tự làm. Ngươi là muốn dẫn chúng ta gặp ai đây? Đúng vậy, con thân thơm bí bí giữ bí mật gì nữa chứ? Gặp rồi không phải là biết rồi sao? Thân phận của ta, nhớ giữ bí mật cho ta đó. Chắc chắn là vậy rồi. Úi, rốt cuộc là ai vậy? Người nói thử coi. Một mỹ nhân đó. Hả? Mỹ nhân sao? Ta thích lắm. Nhìn đúng là mỹ nhân chứ. Đủ, các ngươi bị sao vậy? Mẹ kiếp. Chạy máu. Chạy cái gì? Một cô gái đã gả các ngươi thành như này rồi. Đó là một cô gái bình thường. Quyền linh chi thể đó. Trưởng 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 giáo tương lai của chính Dương Tông đó. Sợ cái đấm. Đen hại của cô ta bị phong ấn rồi. Giờ không có tí linh lực nào cả. Diệp Thần. Bị phong ấn rồi sao? Chu Ngạo. Ngươi làm hả? Lý Tinh Hồn. Ta đâu có bản lĩnh đó chứ. Là lão tổ của thanh dân các ngươi làm. Diệp Thần. Ồ, quyền đạo vô thương. Lão già này quả thiệt là lợi hại. Lý Tinh Hồn. Hay quyền linh chi thể. Lâu được không gặp ghen. Cô ta còn không thèm để ý ta nữa. Dư đôi con bị gã gần chết, bây giờ bắt đầu tán gái rồi, phục ngươi thiệt sự luôn đó. Diệp Thần. Sát thần Bắc Sở sao lại quen biết với cụ đệ tử chân truyền số 1 số 2 của thanh dân, còn thân thuộc như vậy? Ngươi thiệt sự giỏi đó, thông quyền chân nhân.
liên thủ với chính Dương Tông công đánh Thanh Dương Tông. Đầu óc ngươi bị cướp kịp hả? Lão tổ, chúng ta minh lực mạnh, cho dù một mình đối đầu với chính Dương Tông, ta tự thấy cũng sẽ không thua đâu. Ta, ngươi im mồm cho ta đi. Ngươi biết nội tình của chính Dương Tông sau cửa đào không? Đồ ngu, cái gì cũng đéo biết. Rút toàn bộ đại quân ngay lập tức cho ta đi. Ta, im mồm ngay, ngay lập tức rút quân. Tuân lệnh, rốt cuộc là ai mật báo cho đám già này chứ? Để ta tra ra, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.